sử dụng mặt vào cái bàn ừ. nhà chống nắng. Xin mời ba gia đình. Rất là ổn định mùa đông mùa hè, bởi vậy đến trong các gia đình ăn mặc rất khỏe không? Vì vậy ngoài trời thì đã bắt đầu lạnh và có những thông báo đầu tiên của mùa đông. Còn bây giờ chúng ta phải làm quen với các gia đình đã nhé. Xin mời gia đình số 1. Ông ngồi. Chúng ta tham gia chương trình bác sĩ của quý khán giả. Nhưng mà nay là thắng vẫn nổi tiếng nhiều mưu lắm nhẹo lắm cơ mà. Nhưng mà cái này thì con lại không biết. Không biết là cậu nhúng xà phòng xoa hết vào đây. Châu đá bóng đây. Châu vàng đá bóng đây. Xong đem lên nước đã rửa đi. Châu vàng đá bóng nè. Châu vàng đá bóng. Châu vàng đá bóng. Đá bóng nè. Đá bóng nè. Ai mẹ mẹ nè. Tất cả các gia đình đều lựa chọn là mặt đỏ. Xin hỏi ông muốn quốc gia số 1 ạ? Ý kiến của anh thế nào? Như tôi trong cái trường hợp này thì khi mà chính trị bờ thì có thể ta dùng nước sản phẩm ở cái độ lạnh nhất và ăn nguồn nước ta lau rửa và lau khô thì mình sẽ bảo vệ sạch. Ông mùa đông rất là khó xem. Anh đã làm như thế bao giờ chưa ạ? Đây của anh đây. Chúng ta thử xem là các gia đình đều lựa chọn là mặt đỏ chính xác hay không nhá. Lấy sản phẩm máy lấy ở đây nhiều à? Chúng ta thử xem lần này thì gia đình nào là màu xanh hay là màu đỏ đây? À, giỏi quá. Nào, con tung ở đây nhiều à? Tung lên. Tung lên. À. Em ơi. Còn gia đình số 2 thì có xin cho điểm bà ơi. Gọi bà ơi đi. Gọi bà ơi. Gọi bà ơi vào vào. Bà ơi. Bà. Đây.
Bà ơi. Gọi bà ơi đi. Bà. 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 Đấy đấy, nà, ngoảnh xoay lại bằng nghịch à. Cay á. Cay á, bây giờ. Mà lại cho cái khăn vào đây làm tốt. Ăn xong rồi, ăn xong rồi. Thôi ơi. Vô bao tử. Nào, nào. Này, vâng, hôm nay ăn ngô thịt, hôm qua cả ngày ăn cua. Em vật đề đâu? Không. Cười quá, cười. Con gì nó kêu đây, con gì nó quay đây. À, ngon nè, ngon nè, nè. Ngã. Nào, có trông chín nè, trông chín, á, đeo lên trán đấy. Đứa bà nào, đứa bà nào? Đứa bà xin nhỉ? Đứa bà nhá. Ừ, đứa bà nhỉ. Cái gì có vỡ mất của ông nhỉ? Ôi, thì ông mất rồi. Hết cửa ấy. Không còn cái gì là mắc mắt cho chàng nữa rồi. À, không được nháy nữa. Hả? Đâu? Vũ trụ. Linh chịu quá nhỉ. Coi nhà bố Linh. Bà cả đứa xin nhỉ. Linh chịu quá nhỉ. Giời ơi. Ôi, nguội chưa ăn đi, không đói rồi. Nào ngồi đúng để mâm nào. Ngồi đúng mâm nào. Xích cả. Ngồi ngay vào nào, bà xem nào, bà xem mày ngồi nào. Ôi trời ơi. À, đây này. Kìa. Đây này. Quay cái gì nó cắm đấy. Cô mâm à. Để muốn chạy à, bà. Con gì nó kêu đây. Con gì nó quay đây. Thôi, ăn đi bà. À, ngon nè. Ngon nè. Ăn chưa đâu, đâu ngủ giấc nà, ngon quá. Ôi chết. Gì mà cứ đe dọa chết. Chết. Cũng đeo dẹ chúng tôi chết. Chị chết.
Có đánh tường ạ, nhà anh đánh tường với con cách gì đấy không? Đâu cô? Chúng ta thử xem là lần này thì anh thắng anh cứ kéo cửa ra, kéo cửa vào. Hai đứa con gái lớn nhé. Và cùng với danh hiệu con đen vàng thì gia đình thứ hai sẽ tặng một đôi bồn mới về nhà và giúp thăm cho cả hai con gái sẽ được đôi bồn mới nhà bố mẹ được chuẩn bị một mới nhất. Vì các gia đình đã trải qua 6 câu hỏi đầu tiên, chúng tôi xin mời các chị em cùng trở về ạ và để xem là con bố ai là người đứng đầu của con đen vàng. Một đôi bồn mới về nhà và giúp thăm cho cả hai con gái sẽ được đôi bồn mới nhà bố mẹ.